một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, như đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng ma trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ là lọn mía ngọt ngào, mẹ, mẹ là nai chuối buồng cau, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ngấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó con về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con. Kính bạch chư tôn thiền đức đứng lên, kính bạch trên ni sư trụ trì chùa Linh Phước phường 8 cùng toàn thể quý vị trong gia đình Tam Mô Hiếu Quý. Hôm nay khi hay tin mẫu thân của ni sư trụ trì qua đời, tất cả các tự viện, tâm thương thai viện Cần Ruột Long An, các chùa Tổ Đình Tôn Thành, chùa Thế Bình, chùa Pháp Môn, chùa Vĩnh Lâm, chùa Hòa Bình, chùa Tôn Văn, chùa Linh Sơn, chùa Bồ Đề, chùa Pháp Tấn, giờ đây chư tôn thiền đức tăng ni đã quang lâm trước linh đường, chúng con thành tâm cung kính chư tôn thiền đức tăng ni thắp hương tưởng niệm cho hương linh được thừa tư công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
Yeah,
đang bị nhãn Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Đại Có Công Cha Chẳng Hoàng Yêu Già Cấm Nhai Lam Lỗ Hóa Quyết Cùng Hoàng Vũ Quân Đấu Đuôi Con Đại Chứng Minh Ta Mô Cửu Hoa Sơn Giới Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chứng Minh Phục Nguyện Quê Nhật Hoàng Hoàng Bước Hóa Địa Ngục Chí Môn Ngọc Hào Kiểu Kiểu Chiếu Triệt Thiên Đường Chí Lộ Cảm ta bà sen vàng chân phong nó hoa hiện pháp thân Phật A Di Đà Thọ Ký Bộ nguyện kệ em tiền tán gia yêu quyến nam nợ tử tôn nam môn nữ tế nội ngoại đại tiêu đăng thân cô con nói mạng dị bình an tứ thời vô tiên tiêu chi tay bác tiết khổ tùng lại chi sánh sơ nguyện tùy tâm các thường như ca phật tiêu diệu trần thế giới phải lạc bồ liên đài ông đèn ngã như lai thần họ Kinh nhân dị mạng tăng chủ đảnh lễ tam bái kính bạch chư tôn thượng tọa đại đức tăng kính bạch quý ni sư chư đại đức ni kính thưa toàn thể quý nam nữ phật tử quý tượng diện trong tông phái cần duột long an hôm nay trong tăng gia hiếu quyến anh chị em chúng con đã vĩnh viễn mất đi một người mẹ hiền khả kính mà suốt cuộc đời đã tận tụy gian lao nuôi dưỡng chúng con ăn học nên người thành nhân chi nữ ngày nay mẹ mang trọng bệnh thân tứ đại trở về nơi tứ đại để về nơi cõi tình an vui chúng con nhận biết có sanh là có tử có hội họp có chia ly không sao tránh khỏi con đường đi tới nhưng nhờ Phật pháp nhiệm màu chúng con chỉ biết nhờ tha lực của quý ngài nương nhờ công đức hộ niệm chân kinh mà ơn linh mẹ chúng con được dẫn sanh về cõi Phật hôm nay đây tham gia hiếu quyến chúng con đầy đủ duyên lành được vị tự diện chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni tổ đình tôn thành chùa Thái Bình chùa Pháp Môn chùa Vĩnh Long chùa Hòa Bình, chùa Tôn Dân, chùa Linh Sơn, chùa Bồ Đề, chùa Pháp Tánh. Quý ngài đã vì tình đạo pháp, tình thầy tổ, tình chư huynh đệ Linh Sơn Pháp Lự quan tâm về nơi ai xá chúng con đốt nén tâm hương, hộ niệm chân kinh, cầu nguyện hương linh mẹ chúng con là bà Nguyễn Thị Tư pháp nhân Tắc Ngân hưởng thọ 89 tuổi. Được tóc thoát cõi ta bà tạng sanh về cõi Phật và chia buồn trong tan gia hiếu quyến chúng con còn sẵn sanh phẩm vật thịnh tài để trợ duyên trong tan lễ chúng con không biết lấy gì để đảm đáp thảm tạ thăm ân quý ngài chỉ đai đầu cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ quý ngài được pháp thời kinh an nhân tiện đây chúng con thành tâm
Kính thỉnh quý ngài chư tôn đức tăng ni cùng Phật tử, nhân ngày 11 âm lịch vào lúc 8 giờ sáng, tăng gia chúng con tiễn đưa linh cốt mẹ con về nơi an táng nghĩa trang chánh phú hòa, nơi mà đảng và nhà nước đã ban tặng cho mẹ con là mẹ Việt Nam anh hùng, cùng thân phụ về nơi an nghỉ. Chúng con kính thỉnh quý ngài hứa cả những chúng thì giờ đi báo đến đưa linh cụ mẹ chúng con, xin quý ngài quan thị chứng minh cho. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Tăng cả đệ tử và chúng tâm đều trọn thành Phật đạo. Phải chắc ngay đường thế nhân âm dương một lèn, nếu không tới độ mà chiều sao gọi thờ ông cha. Phải lèn linh yết tàu mong linh nghe rõ, xin đến trước đây kinh yết tàu từ trước khi về. Khởi thân phụng thỉnh linh mô đáo từ đài, nhất kêu nhìn đời âm dương cách tám niệm chân mê ô đồng la rụng lưng máu diệm thượng quê thần hương quê đăng thượng quê thần nhân tâm phụng thần ta đề có gì tỷ mọi nguyện bất huy bồn thề lẫn mần phạm tình giáng gì đường mãi bồ đề hai thầy cũng nguyện hướng hướng lạc bất kỳ bổn thể lần vẫn vào thời quang lâm pháp hội trà trăm dương Bồ Tát Nam Mô Cam Độ Dương Bồ Tát Ma Hướng A Hoa Thần Ni Nam Mô nhất tâm chiều tháng âm em giỏi dục đò tạo quá sớm thay đó bỗng liền mất ngay đói chiều trời mới dạng chưa chín tháng cũ màng ơn cõi bồng nghĩa lại của cha ẩn thâm giúp
nghĩa sanh thành đạo ca mong mê đàn chất nga con nam biết đại nguyện đại chánh độ nguyện thể tắc ngăn quả thọ thuộc đời trần thế dễ nguyện đã triều thành đàn nhân hoàng dễ đàn nghe câu niệm Phật tối kiên thiền cha linh ngang lấy ra giảng Tây Phương dân tiên má sơ thần nguyện thần tâm thần phục vọng đại lâm biến thầy chân ngôn cẩn dương trái phản Nam Mô A Di Đà con cháu quỳ trước linh sạ thượng hương bái Tháng tâm và ca tâm và ca hồng Nam Mô Tát Phật Đại Ưng Linh Lễ Nhị Đêm nay nhìn mưa xót xa trong lòng, nghe tiếng mưa rơi hay dòng lệ rơi. Bao nhiêu mưa đổ ngoài hiên, bấy nhiêu nước mắt mẹ hiền. Đêm ngày mong ngóng tìm con. Rơi ngày nào ướt đôi vai gầy, bên mái tranh xiêu gian khổ nuôi con. Mưa rơi rét lạnh từng đêm, vẫn nghe hơi ấm êm đềm nhà mình khi nghèo. Ni sư chư tôn thiền đức ni chứng minh. Kính thưa quý vị khách quý, đại biểu đại diện chính quyền các cấp tỉnh Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một, phường Tương Bình Hiệp, chính quyền sở tại. Kính thưa toàn thể quý thân bằng quyến thuộc thông gia các bên. Kính thưa toàn thể quý liệt vị hiện diện. Trong suốt mấy ngày qua, quả là trong cảnh mẹ hỡi tình thâm cách biệt rồi, bụi trần rủ sạch mẹ đi thôi, suốt kiếp hy sinh vì con trẻ, sớm tối tạo tần nuôi các con.
công ơn sanh dưỡng lời khuyên dạy, con chưa đền đáp mẹ đã đi. Phật cảnh mẹ về lòng thanh thản, dương gian con ngỡ già ngậm ngùi. Trong bối cảnh ngậm ngùi thương xót ấy, khi người mẹ, người bà nội, bà ngoại của chúng con là cụ bà Nguyễn Thị Tư, người mẹ Việt Nam anh hùng, cũng là cố Phật tử Tắc Ngân, đã vĩnh viễn từ giả cõi trần sau những thời gian lâm trọng bệnh, mặc dù đã được con cháu thỉnh mời các tập thể y bác sĩ hết lòng cứu chữa, cũng như sự hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền sở tại đối với một người mẹ Việt Nam anh hùng đã từng có công lao với đất nước, với dân tộc, với cách mạng. Thế nhưng tất cả những sự lo lắng ấy không thể nào có thể ngăn chặn được bước chân của vô thường. Chính vì thế định lực vô thường đã vĩnh viễn cướp mất đi người mẹ, người bà kính quý. Vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 7 tháng 12 năm Ất Mùi, nhằm ngày 16 tháng Giêng năm 2016, để lại nỗi đau buồn mất mát lớn lao, một khoảng trống vô cùng to lớn cho gia môn con cháu của chúng con. Suốt mấy ngày tang lễ vừa qua, dẫu biết rằng khi còn sanh tiền, cháu con đã hết lòng phụng dưỡng người mẹ, người bà kính yêu. Và trong những thời gian lâm trọng bệnh cho đến lúc tang lễ, suốt mấy ngày qua, con cháu cũng hết lòng chu toàn theo tinh thần hiếu đạo truyền thống của dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa. Nhưng mà với tất cả những tấm lòng lo lắng ấy cũng không thể nào làm chậm bước chân vô thường được. Sự đau thương ấy đã được sự chia sẻ của các cấp chính quyền, của Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni trong sân môn Pháp Phái. Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni là viện chủ, chủ trì các tự viện trong và ngoài địa bàn tỉnh Bình Dương, hết lòng quan tâm, lo lắng, chia sẻ. Cho đến hôm nay, trước những giờ phút sau cùng để tiễn đưa linh cữu người mẹ, người bà kính yêu trở về nơi an nghỉ ngàn thu, gia môn hiếu quyến muốn dành chút ít thời gian nói lên tấm lòng của mình qua lời hoài niệm công đức mẫu thân. Vì thế mới có buổi nghi lễ hôm nay, đó cũng là lý do của nghi lễ. Chúng con xin được thành kính và trân trọng thông tri Nam Mô Quan Thế Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đài Chứng Minh. Thích Chân Thành, trưởng ban trị sự giáo hội giáo Việt Nam thành phố Cao Lãnh, viện chủ chùa Hòa Long cũng đã quang long. Chúng con xin thành kính được cung kính và giới thiệu Thượng Tòa Thích Quảng Thâm, trú sứ chùa Tây Thiên, quận 6 cũng đã trở về để chứng minh. Và Chư Tôn Thượng Tòa Đại Đức Tăng từ các địa bàn huyện Cần Giuộc, địa bàn trong và ngoài thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trở về chứng minh. Chúng con xin được cung kính giới thiệu khoảng 10 vị. Thích Nữ Tắc Thinh, viện chủ chùa Pháp Quang cũng đã trở về chứng minh cho nghi lễ hôm nay. Và chúng con cũng được cung kính quý ni sư Chư Tôn Thiền Đức Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài địa bàn tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã quang lâm trở về chứng minh. Xin được cung kính giới thiệu Chư Sơn Thiền Đức Ni, khoảng 20 vị xin được dành lời để đại diện chính quyền giới thiệu quý chức vị khách quý đại diện của mình. Mong anh Hoan Hỷ hỗ trợ. Đăng lễ có bà Nguyễn Thu Cúc, ủy viên thường vụ, phó chủ tịch ủy ban nhân phố, trưởng ban lễ tang. Có ông Nguyễn Kim Quân, phó trưởng phòng lao động thương binh xã hội, phó trưởng ban. Ông Quỳnh Tấn Lợi, thành ủy viên, bí thư đảng ủy phường, phó trưởng ban và các đồng chí trong ban tang lễ, xin giới thiệu với lại các vị khách quý. Quý Phật tử từ các phái đoàn, các tự viện, theo sự hướng dẫn của Chư Tôn Thiền Đức Ân Sư của mình, cũng như toàn thể thân bà quyến thuộc thông gia các bên đang hiện diện, xin trân trọng giới thiệu và xin được kính chào, lời chào thân thiện và lời chúc sức khỏe cho buổi lễ hôm nay. Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Kính bạch Quý Ni Trượng Quý Ni Sư Chư Tôn Đại Đức Ni. Kính thưa Đảng ủy Nhà nước, Ban lễ tang thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Kính thưa Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cấp chính quyền địa phương sở tại. Kính thưa quý quan khách, thân bằng viếng thuộc.
bà con cô bác và toàn thể quý Phật tử tham dự tang lễ. Chúng con kính nghe, đường đời như một dòng sông, trăm năm một áng mây hồng biển như, đời người một cõi hư vô, sinh dân một nén hương trầm tiếc thương. Chúng con hiện hữu trên cõi đời, khôn lớn thành danh chi mỹ, là do tình yêu thương triều mến dạy bảo và dưỡng nuôi của cha mẹ. Có cha mẹ mới có ta, làm nên ta bởi mẹ cha dung trồng. Thờ cha mẹ phải hết lòng, ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường. Kính bạch chư tôn thiền đức, xin phép quý ngài cho chúng con một vài giây phút để nói lên tâm tư. Tình cảm yêu thương hoài niệm về mẹ kính yêu của chúng con. A Di Đà Phật. Mẹ ơi, chúng con nhận biết rằng thế sự dạng ban đô thị giả, kiếp sống nhân sinh nhất đáng vô thường. Hơn đã 90 năm hiện hữu giữa dòng đời, mẹ đã lắng nghe và cam chịu vui buồn cực khổ, mãi chân tình chăm sóc đàn con. Cha của chúng con đã hơn 20 năm vĩnh biệt dương trần, cùng với năm tháng thời gian chỉ còn lại mẹ tuổi già bóng xế. Mẹ đã là niềm tin và ánh sáng và điểm tựa tinh thần cho mọi đứa con. Trong những lúc đi xa, thành quả và sự tiến bộ của chúng con đều là dấu ấn bàn tay dịu dàng chăm lo tần tạo sớm hôm của mẹ. Mẹ đã thể hiện phẩm chất và đức tính cao đẹp về công dung ngôn hạnh của người phụ nữ Việt Nam. Mẹ bà mẹ Việt Nam anh hùng chân chất, bình dị và yêu nước với xã hội, làng quê thôn xóm. Mẹ thân một mình đảm đang mọi việc lo toan vất vả, nuôi dưỡng các con giàu dạy sớm hôm. Đôi vai mẹ gánh trọn tình thương cha và mẹ. Mẹ lưng cầm gói mọi vẫn thường xuyên đến thăm con. Người con gái thứ tư đã xuất gia tu học hơn 40 năm và hiện đang phụng hành Phật sự bằng pháp lợi sanh nơi mái chùa Linh Phước, phường 3, quận 8. Thương làm sao mẹ hiền như bức tranh vàng huyền thoại qua, như bản tình cá lòng mẹ, như dòng sông trải qua nhiều kiếp, sanh tử với ân nghĩa sanh thành. Căng thu căng sáng trên đầu, mẹ thì sáng ở tâm sâu cõi đời. Nghìn thu nước dại đá mòn, con về đâu mẹ gửi lòng về theo. Mẹ ơi, chỉ còn vài giây phút nữa thôi, linh cổ mẹ sẽ vùi sâu vào lòng đất lành, cõi vĩnh hằng bá đất đất đau thương. Chúng con biết rằng sẽ không còn lần nào nữa chúng con ấm lòng trong vòng tay của mẹ, sẽ không còn lần nào trong đời con gặp lại mẹ ơi. Mẹ đã trong con ngần ấy thời gian xương trắng, mà đôi khi chúng con bạc nẻo nhớ về. Và hôm nay trong giờ phút cuối cùng này, chúng con đã khóc thật nhiều, đã nghĩ về cha mẹ. Có buộc vào nhau đâu mà trọn đời thương nhớ, lời mẹ ru gánh nặng trọng mưa. Cánh cò cứ mãi biết bay, bao nhiêu năm tháng lẻ vui dày làng quê. Trời mây sông nước bao dung, tiếng cười xó ngọt đau thương buồn phiền. Hôm nay chúng con lại được đảng nhà nước ban tặng cho cha chúng con một nơi an nghỉ cuối cùng, khi ba con được cải táng về nơi gần phần mộ của mẹ. Chúng con cảm niệm rất hạnh phúc biết bao khi đảng nhà nước và chính quyền địa phương đã lo lắng cho mẹ con đến ngày phút cuối cùng. Ta biết chúng con hướng về chư tôn thiền đức, nương theo lời kinh chú nguyện và hạnh nguyện độ sanh của Đức Phật A Di Đà, để thực hành hạnh hiếu pháp sự trai đàn kỳ siêu cho mẹ. Hương linh Phật tử viện thị tư pháp danh Tắc Ngân,
và hương linh cha chúng con bà cụ Lê Văn Lùng pháp danh Thiện Chánh được vạn sanh về Phật quốc. Chúng con gặp lá vô minh Phật từ ngự cõi tâm linh Bồ Đề, lại thương chính nguyện mẹ hiền vô ưu quá nợ Phật từ độ sanh. Giờ đây thời gian có hạn, chúng con đành bái biệt mẹ ơi. Ngôn ngữ trần gian huyền diệu quá, nhưng không làm sao diễn tả trọn vẹn hai tiếng mẹ yêu. Chúng con sẽ không khóc khi còn cài quá trắng, vì trong quá chúng con thấy mẹ mỉm cười. Mẹ ơi, mẹ mãi muôn đời là mẹ của chúng con. Chúng con thành tâm bái biệt mẹ. Chúng con già tan quyến thành kính tri ân đến tình thương của quý hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng ni trong ban tổ chức tang lễ, hòa thượng diện chủ chùa Pháp Tịnh, hòa thượng diện chủ chùa Hòa Long, ni trưởng trụ trì chùa Pháp Quan, ni trưởng tỉnh Thất Pháp Nhiễu, ni trưởng chùa Long Diệu, hòa thượng chánh trí sự Phật giáo quận 8, hòa thượng phó trí sự Phật giáo quận 8 và chư tăng ni quận 8, hòa thượng trụ trì chùa Châu Hưng, thượng tọa Thích Quảng Thanh và đại đức trụ trì chùa Tây Thiên, quý chư tôn đức tăng chùa Long Nghĩa và ban kinh sư, thượng tọa Sướng Công Thích Tắc Hiền, tỉnh Thất Pháp Hiền, hiệp chư tôn đức tăng ni quý tự diện thành phố Tân An Bình Phước Vũng Tàu, xin quý vị niệm tình sơ sót thứ lỗi cho. Nam mô A Di Đà Phật, chúng con thành niệm công đức quý ngài. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm niệm được đi vào hai bên cổ để qua tổ chức sẽ kính mời quý vị khách quý đại diện chính quyền tiến hành lễ chi điều. Chúng ta đứng lên để hương linh mẹ mình bốn lễ rồi đi vào. Rồi xin mời giáo viên sau khi lễ bốn lễ xong chúng ta vào bên trong ở hai bên linh cữu, thứ tự đi vào, thứ tự đi vào. A Di Đà Phật. Trong ý nghĩa đạo người như nước với tranh, nước trong tranh tỏ, nước nhân tranh mời, với tất cả người ta của quý vị đại diện khách quý của chính quyền từ tỉnh Bình Dương, thành phố đã thành lập ban lễ tang do bà Nguyễn Thu Cúc, ủy viên thường vụ, phó chủ tịch ủy ban nhân phố làm trưởng ban lễ tang. Thì sau đây xin mời bà Nguyễn Thu Cúc sẽ đọc điếu văn làm lễ chi điều. Xin trân trọng kính mời bà. Đồng chí đại diện đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Tân Bình Hiệp, kính thưa toàn thể gia quyến của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tư cùng các ông bà cô bác anh chị có mặt trong buổi lễ tri điểm hôm nay. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tư sinh năm 1927, nguyên quán xã Tân Bình Hiệp, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, có hai người con liệt sĩ gồm anh Lê Văn Một và chị Lê Thị Châu. Nay do tuổi cao sức yếu, mẹ đã qua đời vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 16 tháng 1 năm 2016, nhằm ngày 7 tháng Chạp năm Ất Mùi, hưởng thọ 89 tuổi, để lại cho gia đình và cho chúng ta niềm tiếc thương vô hạn. Sinh trưởng trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Tân Bình Hiệp, mẹ Nguyễn Thị Tư thổ thanh xuân đã kết hôn với ông Lê Văn Lùng, sinh năm 1923, người cùng quê, cùng cảnh ngộ nghèo khó. Mẹ và chồng cùng có chung lý tưởng yêu nước và căm thù giặc sâu sắc. Dù khó khăn gian khổ, nhưng đã cố gắng tần tảo nuôi 12 người con và truyền cho các con lòng yêu nước và tinh thần cách mạng cao đẹp. Người con gái lớn của mẹ là chị Lê Thị Châu, sinh năm 1946, là giao liên xã Tư Bình Hiệp. Đồng chí Châu khi dự họp nghe đồng chí chủ tịch xã triển khai nhiệm vụ mới thì bị địch bao vây. Chị đã chiến đấu anh dũng hy sinh vào ngày 13 tháng 1 năm 1964 tại ấp 1 xã Tư Bình Hiệp. Người con trai của mẹ là anh Lê Văn Một, sinh năm 1948,
nhập ngũ năm 1964. Anh Dũng chiến đấu và hy sinh vào tháng 9 năm 1972 tại Đồng Dù. Giữ chức vụ trung đội trưởng tiểu đoàn 1 quyết thắng Sài Gòn Gia Định. Hai người con của mẹ, niềm tin yêu và lẽ sống của mẹ đã vĩnh viễn ra đi, không bao giờ trở lại. Với công lao và những đóng góp to lớn đó, mẹ Nguyễn Thị Tư đã được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Kính thưa các đồng chí cùng ông bà cô bác, mẹ Nguyễn Thị Tư đã cùng hơn 900 bà mẹ Việt Nam Anh Hùng của tỉnh Bình Dương là tấm gương cao cả về sự hy sinh riêng của gia đình mình để giành độc lập tự do cho dân tộc, tự do cho nhân dân và thống nhất cho tổ quốc. Mẹ mãi xứng đáng là tấm gương không ngại gian khổ, hy sinh, thậm chí mất mát cả những người con yêu quý của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc để con cháu và các thế hệ noi theo. Dù đã trải qua bao mất mát hy sinh, song giờ phút này đây, trước khi đất nước hòa bình, thống nhất đất nước và ngày càng phát triển, chắc mẹ cũng đã mãn nguyện thanh thản. Trước vong linh của mẹ, chúng con xin hứa tiếp tục phấn đấu hơn nữa để xây dựng và bảo vệ quê hương Thủ Dầu Một, Bình Dương luôn bình yên, giàu đẹp, nhân dân địa phương có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Trong giờ phút thiêng liêng đầy xúc động này, chúng ta thành tâm chia buồn cùng gia quyến của mẹ về sự mất mát to lớn này. Trước phút tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng, thay mặt ban tổ chức tang lễ, tôi đề nghị quý vị đại biểu, các ông bà, cô bác, các đồng chí kính cẩn nghiêng mình dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ và tiễn biệt mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tư. Kính chúc mẹ an giấc ngàn thu. Phút mặc niệm bắt đầu. Lễ truy điệu đến đây là kết thúc. Kính mời các đồng chí, ông bà, cô bác cùng gia đình chúng ta sẽ làm thêm các cái nghi thức tiếp theo. Còn để cho môn hiến quý một lần nữa xin bày tỏ lòng chia sẻ của ngài là thầy quan và thầy đại diện gia đình sự việc thượng tòa đại đức tăng ni. Kính thưa quý vị lãnh đạo ban tổ chức tang lễ thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, quý đại diện các cấp chính quyền sở tại và tư mình điều thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đại diện các xí nghiệp, cơ quan, hội đoàn trong ngoài tỉnh, quý thông gia, thân bằng quyến thuộc nội ngoại, thân hữu xa gần hiện diện, chúng con được biết ân từ mẫu vô biên có tả, hơn biển sâu hơn cả hư không, lấy chi sánh ví cho đồng, biết chi đền đáp xứng công ơn người. Thế mà suốt năm ngày qua, gia quyến chúng con lâm vào cảnh mẹ về tiền cảnh ngàn năm biệt, con ở dương gian vạn kiếp sầu, cảm thông cho nỗi đau thương khó tại bù đắp và sự mất mát lớn lao của toàn gia quyến chúng con. Giờ chúc duyên lành với Phật pháp của gia đình mà chư tôn đức tăng ni, quý Phật tử từ các từ viện thuộc sơn môn pháp phái Thiên Thai và các tự viện trong ngoài địa bàn tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp, Vũng Tàu, Bình Phước đã dành thời gian quý báu quan lâm kính viếng, cung tụng, tôn kính. Gia đình chúng tôi cũng đã nhận được sự tri điệu sâu sắc, tấm tình của đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban ngành của thành phố Thủ Dầu Một, bày tỏ sự ghi nhận công lao của mẹ chúng tôi đối với cách mạng
vì suốt cuộc đời ngoài việc nuôi dưỡng các con thân yêu của mình đang học thành tài, còn đóng góp công sức của mình cho công cuộc giải phóng đất nước bằng những gánh gạo nuôi quân, bằng việc đào hầm trú ẩn bảo vệ cán bộ cách mạng. Với những công lao đó đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng huân chương kháng chiến hạng 3 và sự hy sinh quên mình vì tổ quốc của hai người con thân yêu. Để ngày hôm nay mẹ được phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Quý thân hữu trí thức, các đoàn thể, chi hội đã tự mình hoặc cử đại diện về tận ái xá để thắp hương, chia buồn, góp phần cầu nguyện cho hương linh mẹ và chúng con là Nguyễn Thị Tư, pháp danh Tắc Ngân, sinh năm Mậu Thìn, hưởng thọ 89 tuổi, mất ngày 7 tháng 12 năm Mất Mùi, được về cõi an lành. Toàn thể gia môn tan quyến, chúng con xin được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến những tấm lòng ưu ái của chư tôn Đức Tăng Ni, đại diện các cấp chính quyền địa phương, đoàn thể, quý thân hữu. Xin thành tâm kính nguyện lòng ngân tam bảo gia hộ chư tôn Tiền Đức, pháp thể Khương An, Thế Thọ Tăng Long, Đạo Thọ Viên Trường, Phật sự Viên Thành. Kính chúc toàn thể quý tiệc vị sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, vạn sự tăng thông. Gia đình chúng tôi cũng trân trọng cảm niệm công đức quý ni sư và Phật tử chùa Linh Phước, chùa Pháp Quang đã hỗ trợ xuyên suốt phần ẩm thực cho toàn thể quý khách trong tang lễ. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của cơ sở mai táng Tư Lợi, ban nhạc lễ cổ truyền, ban dựng xe và hỗ trợ suốt mấy ngày tang lễ vừa qua. Trong suốt thời gian diễn ra tang lễ, chắc chắn gia môn hiếu quyến chúng con không tránh khỏi những điều sơ suất. Rất mong nhận được sự niệm tình tha thứ của toàn thể quý ân nhân. Xin kính tỉnh chư tôn đức và kính mời quý vị liệt vị vui lòng trở lại tư gia dùng bữa cơm thâm tình cho gia đình sau khi đưa tiễn thân mẫu chúng con về nơi an nghỉ xa xôi. Cuối lời là nữa kính chúc quý sức khỏe và tri ân và kính cảm ơn. Đại từ đại bi tiếp nhân hương linh nguyện thị tư pháp nhân tất năng an khang tư thiết nhị tư đại thọ quan đáo tiếp phương tâm thành tấn đạt thanh lương đảnh thiếu quyến nam nữ đắc thiết thường liễu cước hồng trần liễu cước tu hữu vô phiền não hữu vô tập thân thủ túc nhậm nhau du tỉnh lai hương hồng nguyễn thể tơ pháp danh tánh nhân tỉnh lai mạc liếng trần ai ngô tiên chỉ thị thương bạn như la lai tàn gia hiếu quyến xin bái việt mẫu thân ban đạo thầy tự vị hành na lễ tưởng năm minh tinh tức là lá triệu vào giờ này sẽ được căng thẳng lên bởi vì đã tiến hành cáo độ rồi xong. Cháu có trần thế tượng liên đầy ngưỡng bạch nhi đà thể tôn trì từ tiếp dần hương linh nam mô tây phương cực lạc. Thank you.
trọn tuổi trời. Đừng vì con mà thân xác heo mòn. Ngày tháng yên vui có còn đâu nữa, đường cũ trăng soi dấu nào đưa lối. Mẹ dắt con đi dệt mong ngày thơ. Còn mãi trong con những giây phút này, mẹ hiền ơi chờ con phút xuân. Lòng lừa
với tầm tay cuộc sống đổi thay. Ôi người ơi, trần gian giàu sang đầy bạc tiền có nghĩa gì đâu khi xuôi tay cũng về với đất lạnh. Dòng vòng tay đón bao lời chiều mến, người ơi đừng quên cho lòng mình đừng thấy hận căm, bỏ những hờn ghen. Ôi tôi mong đời là những thương yêu, người biết chăng xuôi tay là hết cả, xuôi tay là mất cả. Hãy quay về miền đất lạnh của ta, người biết chăng xuôi tay là hết cả, xuôi tay là mất cả. Hãy quay về miền đất lạnh của ta. Lấy muôn bảo tố, đừng trách gì nhau khi cuộc đời chỉ là những phong ba, là cát bụi phù du. Ôi tôi xin người đừng thù oán chi nhau. Này những tranh giành ganh đua, những lòng lừa bon chen, những tình đời điêu ngoa, những sự đời xa hoa, lợi ích gì đâu ngoài với tầm tay cuộc sống đổi thay. Ôi người ơi, trần gian giàu sang đầy bạc tiền có nghĩa gì đâu khi xuôi tay cũng về với đất lạnh. Dòng vòng tay đón bao lời chiều mến, người ơi đừng quên cho lòng mình đừng thấy hận căm, bỏ những hờn ghen. Ôi tôi mong đời là những thương yêu, người biết chăng xuôi tay là hết cả, xuôi tay là mất cả. Hãy quay về miền đất lạnh của ta, người biết chăng xuôi tay là hết cả, xuôi tay là mất cả. Hãy quay về miền đất lạnh của ta, người biết chăng xuôi tay là hết cả, xuôi tay là mất cả. Hãy quay về miền đất lạnh của ta. Thank you.
ơi mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt dọi suốt trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ, một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Chạy vòng quanh một vòng tiêu tụy, một bờ cỏ non, một bờ mộng mị. Ngày xưa từng lời tà dương là lời mộ địa, từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe. Trong khi ta về lại nhớ gió hoang vu thổi buốt xuân thì ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì. Thank you.
thiên hoa diệm hoa hồng liên. Nam mô Thánh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thánh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thánh Nam mô Đại Bi Lạc Ca Đa Ra Da Da. Nam mô A Di Đà Bà Lô Yết Đế Tu Yết Lần Bà Ri Mông A Di Đà Bà Lô Kiến Đế Tăng Phật Ca Lăng Ca Bà. Nam mô Na Ra Cần Thị U Bằng A Về Dựng Tán Bà Tán Đa Na Ma Ba Dạ Ma Hoàng Đoàn Đậu Đá Địa Ba. Ra tăng a mùng khê gia ta bà ma sa tấn đà gia tấn điện đô hoàng ba ra bà sa gia ta bà ha ma ha bát a nhã ba la mật đa đô nhẫn tiết đô ảnh vì không cung bấm vì sáng sắc tức thiệt vô nhãn giới chỉ vô ý thức giới vô minh diệt vô vô minh tầng nải chí vô lào tử địa vô lão tử tài vô khổ chú bồ đề tất đối bán nhá ba la mật đa cố thẩm vô quái ngài vô quái ngài cố vô thủ cũng cố diễn đi điên đà ba la mật đa cố đánh đà nâu đà la tạo yên tăng bồ đề tu trì bán nhá ba la mật đa ni là đánh chú thanh trừ giới biết khổ chân biệt cẩn ư cổ biết bán nhã ba la mật đa chú cứ bà ha nam mô a di đà bà dạ đà bà dạ đà dạ đà điện dạ ba a di đà đô dạ ba a di đà đô bà thề a di đà đà dạ đà điện dạ ba a di đà đô bà thề a di đà đà thánh đà ma thề a di đà thế giới đại hô áp di đà phật nam mô a di đà a di đà phật nam mô 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 a di đà thọ thế bá thập cụ tế từ trần ư ức mùi niên thập nhị hoạt sơ thất nhật mạng thời di chung kỳ nguyện chư hương linh thừa tư tam báo lực tóc xá mơ đồ siêu sanh thịnh độ tại nơi đất nghĩa trang này tan gia yếu quyến thành tâm kính lễ chư vị quá giáng hương linh thừa tư tam bảo a di đà thứ diệu trần thế giới khoái lạc bảo liên đài hiệp trưởng tế tôn tiền như lai thân thọ mấy năm lòng an nghỉ nơi cuối cùng ngày vĩnh biệt tình cha tình mẹ ân thông tở hạn kỳ nguyện chư vị thần linh nghĩa trang gia hộ nguyễn thị tư lê văn lùng an nghỉ cuối cùng nơi nghĩa trang này chúng con thành tâm lễ tạ tư bái nguyện vi thư công đức phổ cập mơ nhân thế
không thành Phật đạo. Ngày qua và với lòng bi mẫn, chư tôn hòa thượng mặc dù nghiêng cao lập trưởng và công việc Phật sự đa đoan nhưng vẫn quan lâm ai xá, và hôm nay quan lâm đến ngay bộ phận nơi qua viên nghĩa trang Chánh Phú Hòa để tác hành nghi lễ tụng kinh tiễn biệt người mẹ người bà vô hạn kính yêu của chúng con. Xin lời cảm lễ tri ân và cũng xin nói lên lời chân thành cảm niệm tất cả các sự hỗ trợ của quý ân nhân, quý anh em trong ban nhạc lễ và các ban phụ trách âm thanh vân vân hỗ trợ cho nghi lễ cho đến giờ phút này được quý vị đứng dậy xá và lui ra để cho quý anh em tiến vào làm công việc của mình phía nhà khách hãy nghỉ giờ lâu. Trời soi một kiếp dòng trời hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi ôi cát bụi mệt nhoài tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi bao nhiêu năm làm kiếp con người chợt một chiều tóc trắng trời nào soi sáng tim tôi để tình yêu say mòn thành đá cuội xin úp mặt bùi ngùi từng ngày qua mỏi ngóng tin vui cùng rừng nào lá xác sơ cây từ vực sâu nghe lời mời đã dậy mực nào xóa bỏ không hay mặt trời soi một kiếp dòng trời hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi ôi cát bụi mệt nhoài tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi bao nhiêu năm làm kiếp con người chợt một chiều trắng như vôi lá úa trên cao rung đầy cho trăm năm vào chết một ngày mặt trời nào soi sáng tim tôi để tình yêu say mòn thành đá cuội xin úp mặt bùi ngùi từng ngày qua mỏi ngóng tin vui rừng nào lá xác sơ cây từ vực sâu nghe lời mời đã dậy ôi cát bụi phận này vết mực nào
bỏ không hay. Thừa tứ tam bảo lực trường bí mật ngôn thứ nhật kim thời lai đau mộ phận tùy từ gia nam mô nhất tâm phụng tình pháp danh tắc ngăn ngôn sanh mậu thành niên hướng thọ trần để bác thập cổ tế tam đồ lộ diện thích triệu lai lâm giáng phó mộ phận đầu ứng hồn dạng tây phương tam sái đậu đồng kiết diệp miếu căn độ tan chủ tăng lâm phước thọ nam mô Phật Đà Gia nam mô Đạt Ma Gia nam mô Tăng Già Gia nam mô An Tất Đế Hộ Đô Đô Tất Đô Đô Trị Nhị Ba Kiết Trị Ba Người Bốn Người Cao Ba Nam Mô Phật Đà Gia Nam Mô Đạt Ma Gia Nam Mô Tăng Già Gia An Tất Đế Hộ Đô Đô Tất Đô Đô Trị Nhị Ba Kiết Trị Ba Người Bốn Người Ta Ba Ở Phục Nguyện Tất Ngũ Vương Đồng Tử Khái Minh Lô Thần Kê Linh Hiện Dẫn Hồn Huy Kim Thời Sái Đậu Hồn Siêu Tốt Khai Mộ Giới Tà Vĩnh An Ninh Nam Mô Điều Tai Gián Chiếc Tường Bồ Tát Dương Chi Trần Thuế Biển Sái Tam Thiên Thánh Công Nam Mô Đăng Lương Địa trong vô số bất siêu lân thủy bất tây tỷ diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần khoáng bất tự kỷ quyền trừ nó ngoài đáng dịch đàn tràng sái cô một như đát dương sơn y kiếp quế vang như thanh tịnh độ sáng trang phóng sanh tất căng làm hưởng linh sanh tình cảnh gia quyền đất cương đến con gì đây đi ngày lễ hôm nay ngưỡng mộ nhà chứng minh cho chúng con được có đôi lời cai trị cho loài phi cầm trước khi giải phóng cho loài phi cầm trở về cuộc sống tự do ngưỡng mong cho công đức chứng minh A Di Đà Phật này loài phi cầm sở dĩ mọi chúng sanh trong đó có loài phi cầm có mặt trên cõi ta bà này trên cuộc đời này tất cả đều là do nghiệp lực bởi vì kinh Phật có dạy nghiệp bất trọng bất sanh ta bà quả thật vậy nghiệp không trọng không nặng thì không sanh lên cõi ta bà này để chịu trong cảnh luân hồi quay trả bởi nghiệp xuất hiện thiên của mình đã gây tạo mỗi chúng sanh đều có dù nghiệp lành hay nghiệp dữ vì thế một trong những phương pháp và con đường để thoát khỏi sự ràng buộc của nghiệp lực thoát khỏi sự luân hồi sanh tử không gì hơn là mọi chúng sanh trong đó có là phi cầm nên dùng tánh giác tánh thức của mình vốn sẵn có từ vô thủy để nương về quy y với tam bảo là ba ngôi báo tại thế gian đó là ba nơi trở về nương tựa vững chắc của mọi chúng sanh đó là trở về nương tựa Phật trở về nương tựa Pháp trở về nương tựa Tăng khi trở về nương tựa Phật bởi vì Phật là chỉ đạo của sự tích vẹn toàn trở về nương tựa Pháp Pháp là con đường sáng giúp người thoát khỏi mê trở về nương tựa Tăng bởi vì Tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui vì thế là phi cầm đang phát tâm trở về nương tựa Phật Phật là thầy chỉ đạo của sự tích vẹn toàn trở về nương tựa Pháp Pháp là con đường sáng giúp người thoát khỏi mê trở về nương tựa Tăng Tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui khi trở về nương tựa Phật, loài phi cầm và chúng sanh sẽ không bị đọa vào địa ngục. Trở về nương tựa Pháp sẽ không bị đọa vào ngạ quỷ. Trở về nương tựa Tăng sẽ không bị đọa vào đầu lằn sanh. Trở về nương tựa Phật sẽ không bị đọa vào địa ngục. Trở về nương tựa Pháp không bị đọa vào ngạ quỷ. Trở về nương tựa Tăng không bị đọa vào lằn sanh. Trở về nương tựa Phật không bị đọa vào địa ngục. Trở về nương tựa Pháp không bị đọa vào ngạ quỷ. Trở về nương tựa Tăng không bị đọa vào lằn sanh. Vừa rồi với sự chứng minh của chúng đức đã khơi dậy tiềm thức của loài phi cầm vốn sẵn có. Ba nơi đi trở về nương tựa vững chắc đó là Phật Pháp Tăng qua ngôi báo tại thế gian. Giờ đây xung trùng tiên 12 pháp nhân duyên sanh tử diệt tướng đây cũng là nguyên nhân nguồn gốc của luân hồi sanh tử và đã được qua đời chư Phật đồng tiên thuyết và khuyến khích mọi chúng sanh nên có
trung thần và tánh thức để giác ngộ được vòng luân hồi sanh tử này và đoạn trừ sự ưu tối của mình để trở về nơi giác ngộ tự tâm. 12 phép nhân duyên đó là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên đột nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái duyên thủ, thủ duyên hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử ưu vi khổ não. Một khi vô minh diệt thời hành diệt, hành diệt thời thức diệt thời danh sắc diệt, danh sắc diệt thời đột nhập diệt, lần này diệt thời xúc diệt thời thọ diệt, thọ diệt thời ái diệt thời thủ diệt thời hữu diệt, thủ diệt thời sanh diệt, sanh diệt thời lão tử ưu vi khổ não cũng diệt. Và bản chất của vô minh vốn là không tánh, nhưng bởi vì bản tánh vọng động của chúng sanh trong đó cũng có loại phi cầm mà có vô minh, vì thế nếu hiểu như thế rồi vô minh liền diệt, và từ đây nguyên nhân của luân hồi sanh tử sẽ được chấm dứt ác khổ nữa mà được sanh vào đoàn người là gặp Phật pháp để khổ đau luân hồi. Hồi hướng tất cả công đức cầu nguyện của pháp giới âm dương đều được gọi là cung kính chư tôn thiện đức cúng tụng các Phật kỳ tội chân ngôn. Đất trời này tạo thành thân ta, ơn cứ mang tiếng khóc đầu môi, mang thân trai cho đền sông núi, nay đã vội xa cách bùi ngùi. Suốt một đời tạo tần gian nan, lo cho con quên tháng ngày trôi, sao không cho ra tài gian dối, để bây giờ không được ăn năn. Ôi hạnh phúc nửa đời, tình duyên con xa vời vời, ở đây quê hương của người, mùa đông rét mướt buồn thì bao quanh. Ôi thịt xương còn lại, mẹ ơi con ngày nằm im trên cánh tay mẹ, cho con đi vào trong giấc ngủ thiên thu. Cát bụi này mẹ vừa yên thân, sau bao năm nước mắt chảy xuôi, con ra đi trong giờ hấp hối, để muôn đời thành kẻ vong ân. Con xa vời vời ở đây quê.